mình bỏ cái này. Nè các bạn, nó chà bá luôn đó luôn á. Chuột cắn. Chuột này muối chiên xả các bạn. Dính rồi. Chạy đâu cho khóc. Nhìn cái bắn cửa luôn. Cái này bắt lan cá nó cắn nữa rồi. Rồi chào cả nhà ha. Thì hồi chiều mưa lớn dữ lắm đó cả nhà, nước cũng ngập ruộng hết trơn rồi nè. Đó. Giờ mình tiếp tục mình đi soi ếch cả nhà ơi. Đó, video trước mình có ra video soi ếch nhưng mà soi rút trời khô các bạn. Ít ếch. Giờ mình nghe ếch kêu quá trời luôn nè. Giờ bắt đầu mình tiếp tục soi rồi các bạn. Mới mở đèn lên cái là ếch nó ngưng kêu. Rồi, rồi mình đi soi thôi các bạn. Nếu có thì mình quay cho bạn xem nha. Như thế này luôn nè các bạn, bắt con này trước. Nha. Này có con cóc luôn. Cóc thì hết cái bên luôn. Nó giờ nó kêu đó các bạn. Đây là bọc của mình nha. Con đầu tiên, đây mình bắt con cóc luôn các bạn. Cóc vườn chảng. Cóc này nấu cháo ngon lắm cả nhà ơi. Chuột đó, bắt chuột. Đây con. Một em nè các bạn. Lặng à. Nước hơi đục. Chắc mình phải mò. Đây nè các bạn. Cái bá luôn. Trời ơi, đá luôn. Xanh lẹ luôn. Hai em. Kìa là ông anh mình các bạn. Nó gài bắt hết với mình. Có cái đèn kia ha. Như mình đạp chính con. Đi xuôi cho ảnh. Đạp chúng luôn. Đó. Hên ghê. Nó đực vậy. Nè đã chưa.
không có kêu quá trời. Này nước đục nên khó bắt các bạn ơi. Rồi lặn luôn. Ngắn nó tiêu. Hơi xa. Nó không ngồi lúc ngắn luôn. Ngồi lặng nữa. Này các bạn, lấy đầu rồi. Sao cái mưa ếch nhiều lắm các bạn. Nè. Con thứ tư nha các bạn, rất bự. Mình nghe. Nghe tiếng kêu này. Nghe thấy mặt em không? Biết bự hay nhỏ. Mà mình thấy con mắt đó các bạn. Nghe ánh đèn mình đang gần nha. Ngồi lặng rồi. Nghe đây nè. Mà lặng rồi không biết. Mình mò cái này. Trời ơi. Nè các bạn, nó chà bá lửa luôn á. Trời ơi. Trời ơi, hết đực. Ông nội mẹ nó vàng khè luôn á. Chú có. Hết kêu nữa các bạn. Đó, mình kêu mình định vậy, định dạng được cái. Hước nó nằm đâu mình bắt vậy. Nghe ánh đèn của mình nó lặn rồi. Chuột. Sẽ bắt con chuột này các bạn. Cho con ếch đi. Chuột cắn. Chuột này muốn chiên xả rồi. Nè. Đây một con. Chuối.
màu á. Đấy, dính rồi. Chạy đâu chạy thoát. Bất động nha. Người ta đứt con rồi đó. Mình chụp rồi đó. Nó chạy luôn rồi. Gì vậy? Này cũng nhìn. Nhìn cái bát hổ luôn. Cái này bắt ráng cá nó cắn thấy không? Mạnh lắm các bạn. Cũng nhìn các bạn, quất mạnh cái chảy máu nè, để sảy luôn à. Đó, tại vì con đó nó hung lắm, mình nó không như trực cơm của mình, mình bắt mà nó quay qua nó tát liền á. Kêu quá trời luôn các bạn, bắt ngay giờ được con mới mười mấy con rồi, ký mấy hết à, chắc mình vô. Đây là thành quả của mình nè các bạn. 1, 2, 4, 6, 8, 9 ếch hộn chuột. Đó. Tí máy. Đã chưa? Ếch bự không các bạn? Nó. Rồi, mình xin phép dừng video ở đây ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Giờ mình vô mình rộng mấy hết các bạn.